Bẩm mẫu hậu hoàng thái hậu, nô tài phát hiện thâm mẫu hoàng thái hậu đang làm gì với chân túc của người ở xâm sâu. Con Diệp Hách Na Lạp Thị lúc trước đã làm quá nhiều việc có lỗi với tỷ tỷ, giờ hối hận vô cùng. Nay con xin nguyện cắt má phối thuốc để chúc tỷ tỷ mau sớm khỏi bệnh. Mùi mùi, tỷ tỷ, người đứng đó từ lúc nào vậy? Tỷ không ngờ muội lại quan tâm tới tỷ như vậy. Cuối cùng thì ta cũng hiểu được tấm lòng của muội. Thôi, vào trong đình, ta có chuyện muốn nói với muội. Tỷ tiền tử. Dạ. Cầm theo chén thuốc cho ta. Dạ. Tỷ không ngờ muội lại quan tâm tới tỷ như vậy. Chúng ta đấu đá bao nhiêu năm nay nhưng quên mất một chữ, đó là chữ tình. Muội nói phải, tiên đế băng hà, xương cốt chưa tan, giờ đây chỉ còn ta với muội nương tựa vào nhau. Nhưng dạo gần đây trong cung có lời đồn. Lời đồn? Lời đồn rằng trước khi tiên đế băng hà có để lại cho tỷ một di chiếu để xử tử muội. Quả thật, trước khi tiên đế băng hà có để lại cho ta một di chiếu. Vậy là thật rồi. Muội yên tâm, giờ đây ta đã hiểu được tấm lòng của muội. Tiểu tiện tử. Dạ. Mang di chiếu ra đây cho thánh mẫu hoàng thái hậu. Dạ. Tỷ tỷ không cần làm như vậy đâu. Kìa muội, giờ chúng ta đã là tỷ muội rồi. Dạ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế di chiếu. Nếu ý quý phi không tôn trọng hoàng hậu, đem di chiếu này ra, giết ngay lập tức. Tiên đế quả nhiên coi trọng tỷ tỷ. Muội yên tâm, bây giờ di chiếu nằm trong tay muội, muốn làm gì thì làm. Muội thấy tỷ không cần uống chén thuốc này nữa đâu. Không được, đây là tấm lòng của muội, ta phải uống cho bằng hết. Không sót một giọt. Chúng ta như vậy chẳng phải là phước của Đại Thanh sao? Phải. Tỷ sao vậy? Ăn chúng phải thứ gì không sạch sẽ à? Chắc tại dạo này ta giảm cân, sáng giờ không có dám ăn gì á. Chỉ ăn 3 tô bún mắm, 5 chén trà sữa với lại 15 cái bánh bột sen hoa quế à. Ừ, là giảm cân dữ rồi đó. Sao bụng ta đau quá vậy nè? Bụng ta đau như lửa đốt vậy đó. Trông sắc mặt tỉ kém quá, hình như là đau thiệt rồi đó. Bụng ta đau quá. Ta đau quá. Thứ mà ngươi vừa uống phải là hạt đỉnh hồng với máu người, không đau sao được. Sao? Tại sao ngươi lại làm vậy? Tại sao? Nằm đó rồi còn hỏi tại sao? Thôi thì ngắn gọn vậy, hai hổ sao chung một rừng, hai chim nữ sao cùng một lầu xanh. Ái phụ. Tiểu tiên tử, mau gọi thái y. Nô tài rất hay làm hỏng việc,
phiền Thái hậu nương nương, người giờ người khác đi chứ. Người cũng dám phản bội chủ tử à? Ăn cháo đá bát, ăn cứt đá bơm. Tiểu tiện tử. Dạ. Đem thánh chỉ này ra đốt cho ai gia. Dạ. Còn nữa, thông báo với triều thần, mẫu hậu hoàng thái hậu vì quá đau buồn vì tiên đế nên đã đi theo người rồi. Thái hậu anh minh, thần làm ngay ạ. Muốn đấu với ta không biết lượng sức. Nương nương, mời người thử cha vũ tiền long định mới tiến cấu. Mời hoàng hậu nương nương dùng trà. Sao vậy nương nương? Nước này không phải được pha từ những giọt sương động trên lá sen buổi sớm. Tiểu tiện tử, ngươi lại làm hỏng việc à? Nương nương tha tội. Dân dạo gần đây thời tiết nắng gắt, còn có mưa nên lá sen ngồi ngựa hô viên khô cằn, rất khó hứng xương ạ. Toàn dám đổ lỗi cho thiên nhiên à? Nô tài thì chết, nô tài thì chết. Đúng là đáng chết, sao không đập đầu cho chết luôn đi? Bà bông làm cái gì vậy? Nô tài muốn tội đáng chết, dùng cô còn cắm mà cản nô tài. Đập đầu, tại chỉ thấy người đóng giả chân quá. Đập đầu mà chết chết là phải như vậy nè. Nhưng cô bà có ổn nhở? Ta bình thường. Mới sáng sớm đã huyền náo sao tưởng cắn lành. Tiểu đi tử, nuôi xuống đi. Dạ, nô tài sẽ biết câu rồi. Không biết tại sao phủ nội vụ lại tuyển cái tên này về chữ tốt phong để hầu hạ. Lan quyên gia đạo. Coi kìa, khẩu khí lớn chứ kìa. Thương nương, đang mang long thai thì để đứng cẩn thận chứ. Đã mang về hoa bồ mà cứ đi đứng cà hảy như vậy, sao mà nô tỳ đỡ được? Chẳng phải ngươi giỏi y thuật lắm sao? Có ngươi bên cạnh, ta sợ gì chứ? Biết là vậy, nhưng mà những pha như thế này, cho dù nô tỳ có lòng ha đà cũng không đỡ được. Với lại, ở đây không phải là dược khôn cung, người ăn nói cho cẩn thận đó. Ta biết rồi, lải nhải hoài, vào thỉnh an hoàng hậu thôi. Thần thiếp thỉnh an nương nương, chúc nương nương vạn phúc kim an. Quý nhân đang màu bì mà hành lễ chi cho cực vậy? Đứng lên đi. Xe nhàn nhàn. Xe cộ gì vậy? À, ý thần thiếp là tạ ơn nương nương theo tiếng nước ngoài đó mà. Lan quý nhân từ nhỏ thất học mà bây giờ còn mày đặt nói tiếng nước ngoài đồ nữa. Ba ngồi. Thần thiếp chỉ kết hợp một chút tiếng Mãn, một chút tiếng Kinh, người ta gọi là Mãn Kinh. Lan quý nhân xuất thân từ diệp hách Na Lạp cũng chỉ là một nhánh thôi, chung quy là bần hèn. Mà muội còn hề hước nữa, mỗi lần gặp muội là ta chỉ muốn cười vô bàn mặt muội.
Ngu dốt bằng hèn thì sao? Phượng Hoàng cũng phải tắm lửa mới hồi sinh đấy thôi. Tắm lửa hồi sinh hay châm lửa tự thiêu còn quá sớm để nói. Thần thiếp sao có thể châm lửa tự thiêu mình được chứ? Phải tự cường lắm mới có được ngày hôm nay. Tự cường quá sinh ra tự diệt. Tần, phi, quý phi, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng hoàng hậu chỉ có một mà thôi. Đúng là hoàng hậu chỉ có một, nhưng cuối cùng ai ngồi ở vị trí thái hậu mới được coi là mãn nguyện. Một chút mưu mẹo của Lan Quý Nhân bổn cung không phải không biết. Chẳng qua là một đứa hạ tiện đen tối mà thôi. Đứa nào mà nói thần thiếp hạ tiện đen tối, chắc cũng dạng núp dưới giường thần thiếp rình nè. Muốn biết hạ tiện đen tối hay không thì chỉ cần một vài từ khóa là đoán được ngay thôi. Chơi thì chơi, xưa giờ thần thiếp chưa sợ con nào. Được, Dung Mama, mau chuẩn bị từ khóa đi. Dạ bẩm nô tỳ đã chuẩn bị luôn rồi. Nhanh vậy? Để công bằng, tất cả mọi người đều được đón thơ. Dung Mama, người trước. Dạ. Mặt trời hôm nay sáng. Ta muốn hôn vào trán. Mặt trăng sáng dần dặt. Tôi muốn hôn vào thiếp ư? Còn chối nữa đi. Tôi muốn hôn vào mặt. Thôi được rồi, ta sẽ cho muội cơ hội nữa. Hôm nay trời vào thu. Tôi muốn hôn vào thiếp ơ. Mặt trời vừa mới nhú. Tôi muốn hôn vào Thôi được rồi, đừng làm khó Lan Quý Nhân nữa. Lan Quý Nhân đừng giận, ta chỉ học được trò này trên Ai Là Gián Điệp trên Quy Loay thôi. Nương nương cứ mở miệng ra là nói thiếp xuất thân thấp hèn này nọ, chứ thiếp thả câu nào người đáp liền câu đó. Chẳng qua thần thiếp chỉ xinh đẹp và trẻ hơn vài tuổi thôi. Ý người nói ta là hoa tàn ít bướm hả? Người đã hiểu sai ý chủ tử của nô tỳ rồi. Ý của chủ tử, ai mà lại không già? Người lại là hoàng hậu, đẹp như lò hoa mẫu đơn, làm gì có chuyện hoa tàn ít bướm chứ. To gan, từ khi nào mà chủ tử đang nói nô tài có quyền xen vào hả? Nô tỳ có lỗi, nương nương tha tội. Dung Mama, đem con tiện tỳ này nhốt vào lãnh cung cho chị. Nô tỳ có lỗi, nô tỳ có lỗi. Nương nương, lãnh cung là dành cho những phi tần có tội hoặc thất sủng. Tội của con tiện tỳ này không đáng để đầy vào lãnh cung. Vậy hả? Lô vô góc giả miệng cho ta. Dạ. Quên. Nương nương, giả mấy cái vậy nương nương? Giả đến khi miệng đổ máu thì thôi. Tiếng tình tiếng đất thật. Nương nương tha mạng. Nương nương. Xin nương nương giơ cao đánh khẽ. Muội làm gì vậy? Ta chỉ xử lý một nô tỳ thôi mà, đừng có đánh mất thân phận vậy. Ngồi đi. Vô kia. Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã giả miệng con tiện tỳ này ấy máu rồi thưa nương nương. Được rồi, muội đừng có trách bổn cung. Nghĩa vụ của bổn cung là phải cai quản lục cung, phải dùng cung uy nghiêm ngặt để trấn áp cho bọn nô tài làm loạn. Nô tỳ tạ ơn nương nương. Thần thiếp cảm thấy mệt, muốn về cung nghỉ ngơi. Thôi được rồi, muội lui về cung nghỉ ngơi đi.
quá sức là thành quá cố. Lỡ có chuyện gì cái bụng trống trơn, chẳng phải là lỗi của bổn cung. Thần thiếp cáo lui. Nương nương, nhịn một xíu đi chứ. Sao người cứ đối đầu với hoàng hậu chi vậy? Bà ta áp bức chúng ta bao nhiêu năm nay, sẵn hôm nay ta mang long thai, ta phải trả thù một chút cho đỡ tức chứ. Như vậy chỉ thiệt cho người mà thôi. Hôm nay thiệt cho nhà ngươi rồi. Quan trọng là mẫu tử của người bình an. Tiểu cô nương nhà ngươi này biết lo cho bổn cung khi nào vậy hả? Nương nương, Ngô Tỳ đâu còn là đứa trẻ ngày thơ như lúc ở trong phủ nữa đâu chứ. Được rồi, về cung để ta lăn trứng gà cho ngươi. Dạ. Thế nào, hoàng hậu nương nương, phu nhân vừa cho người chuyện hộp này đến. Ngạc nương còn xem ra còn nôn nóng hơn cả ta nữa. Người tính dùng cái này với hoàng thượng à? Bổn cung sẽ phải dùng những chiêu hạ đẳng như thế. Đem một ít rác lên ngự hoa bách hợp, nói là hoa phòng mang tới nhật khung cung. Dạ.